Đức Chúa Trời ban cho điều đó. Thiên Chúa đã đến và Ngài nói rằng ta đã đến để cho những kẻ thuộc về ta được sự sống và được sự sống dư dật. Xin hãy đến, tôi, chính bản thân tôi đã từng ở trong bóng của sự chết, nhưng tôi đã nhận lấy sự sống ở trong Chúa và đứng đây ngày nay để có thể rao ra sự sống của Chúa cho nhiều người và mời gọi quý vị đến với sự sống của Chúa bây giờ. Còn quý thân hữu nào nữa không? Cứ mạnh dạn, chúng tôi tiếp tục chờ đợi. Hãy nghĩ về linh hồn của mình ngay khi chúng ta rời khỏi sự sống của thân thể này. Chúng ta sẽ nhận lấy sự sống của Chúa và đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta ở trong chính Ngài. Xin mạnh dạn để nhận lấy sự sống của Chúa vì nó thật quý báu. Quý báu hơn hết tất cả những gì chúng ta có ở trong đời. Khi tôi bước đến để hướng dẫn cho các anh chị em, quý bà anh chị em đã đứng ở phía trên, sự cầu nguyện mời Chúa vào trong cuộc đời của mình. Ở bên dưới, quý vị nào muốn nhận lấy sự sống, cứ mạnh dạn bước lên ngay khi chúng tôi cầu nguyện. Hoặc là vì ngại ngùng, nhưng tấm lòng đã nhận lấy rồi, thì cứ đứng tại chỗ của mình, cứ lặp lại theo sự hướng dẫn của tôi, Chúa vẫn nghe lời cầu nguyện của quý vị. Kính thưa các thầy, quý ông bà, chị em, là những người đã đáp ứng với lời mời và nhận biết rằng mình cần có sự sống mới, nghĩa là sự sống đời đời bởi Đức Chúa Trời ban cho, quyết định đứng lên đây. Không chỉ đứng mà thôi, chúng ta sẽ quyết định để cầu nguyện với Chúa, nói với Chúa rằng xin Chúa ban cho con sự sống của Ngài. Cầu nguyện với Chúa đây là lần đầu tiên, cho nên hết thảy ông bà anh chị em sẽ không biết cầu nguyện thế nào. Tôi sẽ hướng dẫn, tôi sẽ nói trước từng câu ngắn và chúng ta sẽ lặp lại từng câu ngắn đó từ tấm lòng của chúng ta. Chúa là đấng nghe hết mọi lời chúng ta nói, đấng biết hết mọi nhu cầu của chúng ta, Ngài nhận lời của chúng ta. Để chúng ta không bị chi phối trong khi cầu nguyện, chúng ta nhắm mắt lại. Và khi tôi nói từng câu ngắn, xin lặp lại cách lớn tiếng rập rèn theo tôi. Ngay bây giờ, xin nhắm mắt lại và nói theo tôi. Kính lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì đã yêu con, giáng sinh làm người, chịu chết trên thập tự, đền tội thay con. Trong thời giờ này, con xin mời Chúa ngự vào lòng con, tha thứ tội lỗi con, biến đổi cuộc đời con, ban cho con sự sống mới. Xin gìn giữ cuộc đời con, dạy dỗ con trở nên người Chúa muốn. Con cảm ơn Chúa, con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Bây giờ hết mấy quý bạn chị em yên lặng, tôi sẽ cầu nguyện dân toàn thể anh em, quý bạn chị em ở trong ơn của Chúa. Kính mời họ sang hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời ở trên trời, tạ ơn Ngài thật nhiều vì tình yêu quá lớn của Chúa dành cho chúng con. Những ngày qua chúng con tạ ơn Chúa vì chúng con được xây dựng một ngôi nhà thờ mới và chúng con dâng lên cho Đức Chúa Trời. Và thưa với Chúa, chúng con tạ ơn Ngài vì tối hôm nay một tập thể hội thánh, những người mới được bước vào trong gia đình của Đức Chúa Trời bởi lời cầu nguyện của họ khi họ nghe và đáp ứng với phúc âm cứu rỗi. Tạ ơn Chúa thật nhiều. Con trình diện những con cái của Chúa, những người mới tiếp nhận sự sống của Chúa, những người được Chúa ban ơn có sự sống mới của chính Ngài ở trước mặt Ngài. Con cầu nguyện xin Chúa ban bình an cho họ, biến đổi cuộc đời họ bằng lời của Chúa, làm cho họ có đời sống sung mãn thuộc linh và tốt lành thuộc thể mỗi ngày. Con tạ ơn Chúa. Bây giờ họ là con của Chúa, xin gìn giữ họ trong ơn Ngài
Xin gìn giữ họ trong bình an của Chúa và dẫn họ vào trong nước đời đời của Chúa khi ra khỏi đời này. Chúng con tạ ơn Chúa. Những con cái của Chúa ở tại đây, con cầu nguyện xin Chúa tiếp trợ, gìn giữ và mỗi lúc đều nhìn biết Chúa ở trong đời sống của mình. Chúng con tạ ơn Ngài. Thưa Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì sự ban cho của Ngài, ơn nhân từ của Chúa, tình yêu và sự cứu chuộc của Chúa. Biết ơn Chúa nhiều lắm và dâng hết hại chúng con, hội thánh của Chúa, các tân tín hữu, các thân hữu còn lại ở trong ơn này. Nguyện xin Chúa cảm động giúp đỡ để các thân hữu còn lại cũng có cơ hội đến nữa và nghe tiếp nhận lấy sự cứu của Chúa trong kinh ngày. Chúng con tạ ơn Chúa, hiệp lòng thành kính cầu nguyện nhờ danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hội thánh hát Hallelujah. Hallelujah. Ngay bây giờ, xin bước theo theo những người hướng dẫn ngay bên dưới. Xin cảm ơn quý vị. Cứ mời họ thánh đồng đồng. Quanh đời con cũng đi xa ngài,
quyền nằm trong lời Chúa mang về cho con sự sống. Xin đưa đường chúng ta về trong sự bình an. Xin chào các bạn.